Dương Tử Quỳnh quyết tâm định vị bản thân ở Hollywood để gặt hái quả cầu vàng. Thêm lần nữa, Dương Tử Quỳnh khẳng định tài năng diễn xuất đỉnh cao với vai nữ chính phim Everything Everywhere All At Once, cuộc chiến đa vũ trụ. Dương Tử Quỳnh đã chiến thắng vang dội ở mảng phim điện ảnh hài, nhạc kịch với vai nữ chính trong phim Cuộc chiến đa vũ trụ. Từng hoạt động mạnh mẽ ở thị trường điện ảnh Hollywood, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Tử Quỳnh được đề cử và thắng giải quả cầu vàng Golden Globes. Trong phim giải tưởng Cuộc chiến đa vũ trụ, Dương Tử Quỳnh đóng vai một phụ nữ quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, sống cùng người chồng nhu nhược và đứa con gái nổi loạn. Bà hối tiếc vì bỏ lỡ nhiều lựa chọn tốt đẹp trong đời, an phận với suy nghĩ mình thất bại. Đến một ngày, bà nhận được sứ mệnh đi xuyên qua nhiều vũ trụ song hành tồn tại, đối đầu với một thế lực muốn thâu tóm tất cả các vũ trụ. Đóng phim này, Dương Tử Quỳnh đã phát huy được khả năng đánh võ lẫn diễn xuất tâm lý. Trước khi lễ trao giải quả cầu vàng diễn ra, nhiều tờ báo lớn dự đoán Dương Tử Quỳnh là ứng viên sáng giá cho cúp vàng nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim điện ảnh hài, nhạc kịch. New York Post cho rằng Hollywood đã bắt đại nữ gốc Hoa chờ đợi quá lâu cho sự ghi nhận này. Và những dự đoán đó đã trở thành hiện thực khi Dương Tử Quỳnh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành cúp vàng. Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên sinh năm 1962 xúc động chia sẻ: "Tôi sẽ đứng đây và nhận lấy tất cả. 40 năm, tôi đã không buông bỏ điều này. Đó là một hành trình tuyệt vời và là một cuộc chiến đáng kinh ngạc để tôi có mặt ở đây hôm nay, nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng." Dương Tử Quỳnh cho biết được làm việc tại Hollywood là một giấc mơ trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Ở đây, cô đã chứng kiến và trải nghiệm những định kiến về chủng tộc. Ngày cô mới đến Mỹ, có người hỏi cô, chị nói được tiếng Anh sao? Và cô đã trả lời đầy hài hước, chuyến bay dài 13 tiếng, đủ dài để tôi học tiếng Anh. Cô cũng muốn truyền tải thông điệp cổ vũ phụ nữ, tôi tròn 60 tuổi năm ngoái. Phụ nữ ơi, các bạn đều hiểu khi ngày tháng lớn hơn, cơ hội cho chúng ta dường như nhỏ lại. Phim Everything Everywhere All At Once là một món quà với tôi, và tôi có thể đánh bại mọi thứ. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới những đồng nghiệp, gia đình và các thành viên thuộc ekip hỗ trợ đã tin tưởng và đồng hành cùng cô trong hành trình sự nghiệp. Sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983, Dương Tử Quỳnh bước chân vào con đường nghệ thuật. Cô góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh tại Hồng Kông và sau này trở thành một trong những ngôi sao gốc Hoa thành công ở Hollywood. Tại thị trường Hoa ngữ, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án phim võ thuật đình đám như Ngọa Hổ Tàng Long, Câu chuyện Cảnh sát 3. Bên cạnh đó, Dương Tử Quỳnh cũng tham gia hàng loạt dự án phim Hollywood như Xác ướp Ai Cập 3, Hồi ức của một cây xa, Vệ binh giải Ngân Hà 2, Con nhà siêu giàu châu Á. Tháng 12 năm 2022, tạp chí Time vinh danh Dương Tử Quỳnh là biểu tượng của năm. Cô còn nhận giải ngôi sao quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs. Mùa hè năm nay, nữ diễn viên sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự của Viện Phim Mỹ. Cùng với Dương Tử Quỳnh, nam diễn viên gốc Việt, Quang Kế Huy, bạn diễn. Đóng cặp với Dương Tử Quỳnh trong cuộc chiến đa vũ trụ cũng giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh hài, nhạc kịch.